Sự thật kỳ lạ về cơ thể con người. Chúng ta sẽ không bao giờ thở bằng cả hai lỗ mũi cùng một lúc, mà một lỗ mũi sẽ luôn phải thở mạnh hơn. Trong suốt ngày dài, chúng sẽ thay nhau đảm nhận công việc này. Để kiểm tra điều này, bạn có thể đến gần gương và thở ra bằng mũi. Gương sẽ mờ đi, sẽ có hai vệt nước đọng lại trên bề mặt. Tuy nhiên, chắc chắn có một vệt lớn hơn đấy nhé. Và các nhà khoa học cũng khám phá ra rằng, cứ 4 giờ một lần thì con người lại chuyển bên lỗ mũi để thở. Thời gian này phụ thuộc vào tư thế của bạn như ngồi, đứng hoặc nằm và tình trạng hiện tại của hệ hô hấp.